Hey fly, take off. Take off. Tuyệt vời, anh em thấy không? Có nhận diện được giọng nói. Lần đầu tiên chúng ta có được một con drone có thể hoạt động độc lập hoàn toàn. Mặc dù không có cảm biến va chạm nhưng mà nó vẫn có thể follow độc lập tự động hoàn toàn. Cố tình mình chạy luôn nè. Cao hơn. Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay mình rất hào hứng giới thiệu đến các anh em một sản phẩm mới, một phân khúc hoàn toàn mới của DJI và mức giá rất phải chăng luôn em, chỉ 5 triệu cho bản đơn và khoảng 9 triệu cho combo. Thời gian qua anh em thấy những cái sản phẩm chủ yếu chỉ là những bản nâng cấp thêm chức năng thôi, chứ còn cái dòng sản phẩm mới thì chưa có. Và hôm nay chúng ta đã có một dòng sản phẩm hoàn toàn mới mà các đối thủ đã đặt chân vào, cụ thể là Hover Air X1. Thì hôm nay ta đã có sản phẩm đến từ DJI. Như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một bài review siêu chi tiết DJI Neo. Bản đơn chúng ta sẽ có drone, một pin, có bảo vệ cánh, cánh dự phòng, tu vít, cáp sạc và hướng dẫn sử dụng thôi. Còn ở bản combo, khi mà bù thêm khoảng 4 triệu nữa thì chúng ta sẽ nhận được gì anh em? Chúng ta sẽ được thêm hai pin nè, thêm tay cầm điều khiển N3, húp sạc 3 pin. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tập hợp và review chi tiết nha anh em. Đây, chúng ta sẽ có đốc sạc rất là gọn luôn. Pin cũng rất là nhỏ gọn luôn, cầm khá là nhẹ anh em. Chúng ta sẽ có dung lượng là 1435mAh. Trong điều kiện thực tế mình test thì nó sẽ loanh quanh khoảng 12-13 phút. Cái mức này cũng khá là khiêm tốn ha. Đây, cái điểm đặc biệt của cái đốc sạc này anh em, chúng ta có thể sạc 3 pin cùng lúc chứ không phải sạc lần lượt từng pin như những cái thế hệ trước, đỡ mất thời gian hơn. Độ hoàn thiện của cái đốc sạc này cũng rất tốt anh em, thế nào, cực kỳ chính xác luôn. Chúng ta sẽ có cáp USB, cáp Type-C, Lightning. Chúng ta sẽ đến tay cầm. Tay cầm cũng như các thế hệ trước, anh em thấy là ngoại hình nó không khác gì, nhưng mà phần cứng bên trong nó có thay đổi. Và theo thông số của nhà sản xuất thì với điều kiện lý tưởng không có nhiễu thì chúng ta có thể đạt được tầm điều khiển lý tưởng là 10 km. Đây là một dòng sản phẩm light giữa Flycam và drone FPV. Chúng ta sẽ có hai cánh dự phòng, rồi sách hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính đây anh em. Rất là nhỏ gọn. Ồ, anh em thấy rồi, đồ hoàn thiện cũng như sản phẩm khác của DJI, tuy cái mức giá rất là rẻ, bản đơn chỉ có 5 triệu thôi. Hiện tại DJI đã có thể cạnh tranh trực tiếp cả những dòng drone giá rất rẻ đến từ những thương hiệu nhỏ, thương hiệu không nổi tiếng, nhưng mà chúng ta vẫn có cái độ hoàn thiện rất tốt anh em. Đây là bảo vệ cánh, và với cái bảo vệ cánh này anh em thấy chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm đáp trên tay. Độ hoàn thiện về mặt cơ khí của hàng DJI nói chung thì đã quá tốt rồi. Bảo vệ cánh thì nó bắt vào ngàm như thế này. Đây, nếu mà tháo bảo vệ cánh ra thì chúng ta sẽ có thời lượng bay tốt hơn. Bảo vệ cánh, bảo vệ phía trên thôi, cái phần phía dưới này vẫn còn nha. Chúng ta vẫn yên tâm đáp trên tay, không có bị chém vào tay. Khi tháo bảo vệ cánh ra thì chắc chắn cái thời lượng bay nó sẽ tốt hơn và nó đỡ cản gió hơn cũng như là đỡ ồn hơn. Cái bảo vệ cánh này chủ yếu là sẽ che phía trên. Những trường hợp anh em bay không có những chướng ngại phía trên thì anh em cũng có thể tháo ra để tăng thời lượng bay. Tuy nhỏ gọn và mức giá siêu rẻ nhưng anh em thấy cái độ hoàn thiện về mặt phần cứng nè. Mình soi cận cảnh cho anh em thấy, độ hoàn thiện về mặt cơ khí nó rất tốt luôn em. Chúng ta thấy là chỉ có duy nhất cảm biến bụng thôi anh em. IR sensor, cảm biến hồng ngoại và proximity giúp xác định khoảng cách so với mặt đất và khoảng cách so với tay chúng ta để nó có thể đáp vào tay. Hoàn toàn không có cảm biến trước sau, cảm biến xung quanh, cảm biến trên. Nhưng mà mình cũng khá là bất ngờ bởi vì DJI trang bị chức năng tracking cho dòng máy này. Trước giờ thì chỉ trang bị chức năng tracking cho những dòng máy có cảm biến chống va chạm thôi. Do đó anh em phải hết sức cẩn thận nha. Nó có khả năng né tránh vật cản dựa vào việc phân tích dữ liệu từ camera chính này nè, nhưng mà cái độ chính xác nó chắc chắn sẽ không thể nào bằng dòng máy được trang bị cảm biến 3D xung quanh. Đây chỉ là camera 2D thôi nha, nó chỉ sử dụng thuật toán để mà phân tích hình ảnh 2D thôi, nên là cái rủi ro va chạm chắc chắn nó sẽ cao hơn những dòng máy có cảm biến chống va chạm camera 3D. Quá nhỏ gọn luôn em, và cái thiết kế này anh em thấy là nó không gặp lại được. Nhưng mà bù lại thì anh em thấy là thiết kế liền khối nè, phần thân sẽ nối thẳng qua càn cánh, bảo vệ cánh kết nối vào motor, nên là nó sẽ chắc chắn hơn. Nên thấy nè, cái bộ khung này thật sự rất là rắn chắc luôn. Trước những tình huống va chạm thì hoàn toàn nó có thể bảo vệ được con drone này khá tốt. Và đặc biệt mình thích cái phần phía trước cụm camera này, bảo vệ được cụm camera này tốt, nó không bị đưa ra bên ngoài. Trước những tình huống va chạm trực diện bảo vệ được khá tốt. Và cái cụm camera gimbal này em thấy nó có thể xoay góc hẳn lên phía trên này, nó sẽ giúp chúng ta thực hiện được những cái hiệu ứng đặc biệt khi mà quay phim. Nhưng mà một điểm phải nói là hơi tiếc của cái con drone này là nó không được trang bị thẻ nhớ anh em, nó chỉ có bộ nhớ trong 22GB thôi. Và cái việc trang bị thêm hay thẻ nhớ, chắc chắn thế hệ tiếp theo DJI Neo 2 sẽ được trang bị. Họ sẽ chừa lại một số chức năng cho những thế hệ sau nhằm để kích cầu. Muốn có thêm chức năng, chúng ta bắt buộc phải thêm tiền. Khá là đơn giản và nhỏ gọn ha. Chúng ta thấy dễ dàng bỏ vào túi mang theo du lịch. Và đặc biệt con drone này nó có thể hoạt động độc lập luôn anh em. Do đó là cái bản drone đơn này nè, nó cũng sẽ rất là được ưa chuộng bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể kết nối với điện thoại để bay, cũng như là nó cũng có thể bay độc lập được luôn, đánh đúng vào phân khúc khách hàng
hàng có nhu cầu du lịch thì tự quay video cho mình cũng như là các nhà sáng tạo nội dung. Chức năng kết nói với điện thoại thì thật ra nó cũng có ở những dòng trước, đó là DJI Spark, nhưng mà qua thực tế sử dụng của mình thì cái chất lượng sóng nó kém lắm anh em, khá là chập chờn, khá là nguy hiểm luôn. Có những trường hợp là nó sẽ bị mất kết nối và khi return home bay lại gần nó cũng không kết nối lại được. Thì chúng ta sẽ test thêm thế hệ mới OcuSync 4.0, công nghệ trang bị trên thế hệ Flycam mới nhất của DJI đó là Mini 4 Pro, cái độ ổn định, cái tầm sóng nó được cải thiện hay không nha. Và một cái điểm đáng mừng trên cái camera, tuy mức giá rất là rẻ, chỉ khoảng 5 triệu thôi, mà chúng ta đã có chất lượng 4K 30 frame trên giây với độ phân giải 1080, thì chúng ta sẽ có số khung hình là tối đa là 60 khung hình trên giây. Bộ này chỉ có một trục lên xuống thôi, nhưng mà cũng sẽ được hỗ trợ chống rung điện tử. Tuy nó sẽ zoom vào một tí, nhưng mà chất lượng cũng còn được giữ rất là cao. Bitrate tối đa là 75 megabit trên giây. Cụm camera này chúng ta sẽ có độ phân giải là 12 megapixel. Nhược điểm của cái cụm camera này đó là chúng ta chỉ có thể chụp ảnh được định dạng JPEG thôi, không thể chụp ảnh RAW, và video thì chỉ có hệ màu bình thường thôi, không có những hệ màu chuyên nghiệp. Đúng là DJI đánh vào đúng cái phân khúc khách hàng, chủ yếu là nhu cầu mang theo du lịch chứ không phải là nhu cầu thật sự chuyên nghiệp studio, cũng là cái điều hợp lý. Đó chỉ là vấn đề phần mềm thôi. Đây là khả năng chống rung của gimbal, tuy có một trục thôi nhưng mà anh em thấy là khả năng chống rung nó cũng rất ấn tượng ha. Gimbal chống rung chỉ có một trục lên xuống thôi, nhưng mà một điểm đặc biệt đó là nó có thể trích xuất dữ liệu gyroscope để chúng ta có thể hậu kỳ chống rung chuyên sâu hơn. Một điểm nữa, anh em thấy là control chúng ta hoàn toàn không có quạt tản nhiệt, do đó là anh em cũng hết sức lưu ý nha. Khi mà chúng ta mở máy không bay thì nhớ sử dụng một cái quạt khác để thổi vào nó. Khi mà bay lên á thì nó sẽ sử dụng bốn quạt này để mà tản nhiệt. Nếu mà không bay thì cái việc tản nhiệt nó sẽ rất là kém, và chúng ta thấy các khe tản nhiệt cũng rất là ít, luồng gió sẽ được thổi vào phía trước nè, và ở đây chúng ta sẽ có thoát gió khá là nhỏ dưới đây. Cũng giống như sản phẩm khác của DJI, chúng ta sẽ mở nguồn bằng cách nhấn vào và nhấn giữ một lần nữa. Nó like FPV. Với kích thước nhỏ này, anh em có thể dễ dàng xào chẻ luồng lách vào những cái khe hẹp bay thể thao như FPV, nhưng mà cũng có thể đảm nhiệm vai trò như Flycam. Detected nè, chúng ta đã có thể kết nối trực tiếp con drone với lại điện thoại. Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ test chi tiết xem là cái khả năng ổn định như thế nào ha. Chức năng này mình thấy nó cũng cần thiết lắm anh em, tại vì con drone này thì anh em thấy là nó không có được trang bị khe thẻ nhớ, nên là chúng ta phải lấy dữ liệu trực tiếp qua đây. Thì việc trang bị chức năng kết nối trực tiếp drone và điện thoại nó giúp chúng ta lấy dữ liệu rất là nhanh. Rồi, kết nối thành công anh em ha. Và ở đây chúng ta sẽ có giao diện của DJI Fly, có thể điều khiển được drone bằng điện thoại. Đây, chúng ta sẽ có một màn hình dọc như thế này, cái độ trễ nó cũng rất thấp nè nè. Chúng ta sẽ có các chế độ nè, có follow, drone, circle bay xung quanh, rocket bay thẳng đứng, spotlight, direction track bay bám theo. Và đây nó cũng có những cái lưu ý chúng ta nè, do con drone chúng ta sẽ hoàn toàn không có cảm biến camera 3D chống va chạm, nên là hãy hết sức cẩn thận. Cũng một chức năng rất là hay là có nhận diện giọng nói nè nè. Lát nữa chúng ta sẽ test chi tiết ha. Đây, bên trong thì sẽ có các cài đặt chuyên sâu cho những cái chức năng tự động này. Và ở đây chúng ta sẽ có cài đặt độ phân giải nè, frame rate, số khung hình, color profile, không được trang bị hệ màu chuyên nghiệp encoding hay H.264 hoặc H.265, và chúng ta chỉ có thể chụp ảnh JPEG thôi. Độ phân giải tối đa là 12 megapixel. Ở đây chúng ta sẽ có bộ nhớ trong 22GB. Những cài đặt khác thì chúng ta sẽ có calibrate IMU, calibrate compass, báo số lần sạc của pin. Ở đây chúng ta sẽ có các câu lệnh điều khiển bằng giọng nói, ra lệnh cho nó bay gần hơn, bay xa hơn nè. Safety, chúng ta có thể yêu cầu nó hạ cánh, thắng hoặc là dừng lại. Hit fly. Waiting for your command. Stop. Got it. Khả năng nhận diện nó rất là tốt luôn anh em. Có thể kết nối với micro DJI Mic 2 qua Bluetooth. Mình đánh giá rất cao đội ngũ R&D của DJI. Nó sẽ giúp kết hợp cái hệ sinh thái của DJI. Nó sẽ khử được tiếng ồn từ cái cánh của máy bay ra, sử dụng cả điện thoại để thu tiếng, cũng như là sử dụng micro rời của DJI để mà thu tiếng. Nó đã đáp ứng đúng nhu cầu của phân khúc này. Và chúng ta có thể kết nối với kính Google version 3 cũng như là tay cầm Motion Control, thú vị hơn ở góc nhìn FPV. Khi kết nối với tay cầm Motion Controller thì đặc biệt chúng ta có thể mở thêm những chức năng khác cho con drone này, như là chức năng Easy Acro giúp cho drone nhào lộn và có thể xoay 180 độ. Nó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ thử kết nối với tay cầm DJI N3. Ok, đây là giao diện của DJI Fly khi mà kết nối với tay cầm. Đây là một giao diện cũng rất quen thuộc anh em ha. Chụp ảnh, quay phim và quick shot. Độ cao tối đa của con drone này chỉ 120m thôi nè, nó không thể nào cao hơn. Đây cũng là một cái điều hợp lý, bởi vì xác định đây là một con drone chuyên selfie nhỏ gọn và bay FPV ở khoảng cách tương đối, chứ không phải là phục vụ nhu cầu bay xa. Chứ với kích thước nhỏ này, nếu mà anh em bay cái độ cao cao hơn 120m như các dòng drone khác thì nó không đảm bảo đâu nè. Công suất động cơ nó cũng tương đối thôi. Đặc biệt con drone này cũng có thể bay độc lập hoàn toàn. Và đây là chi tiết phần cứng bên trong. Anh em thấy phần main nó rất là đơn giản, rất là nhỏ gọn luôn. Độ hoàn thiện về mặt cơ khí anh em thấy rất tốt luôn, rất là chính xác, mặc dù đây là con drone giá rẻ nhất của DJI. Các phần chip đều được bọc nhôm và trát keo tản nhiệt rất là kỹ. Với cái thiết kế mạch như thế này thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng thay thế sửa chữa thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test trong điều kiện thực tế anh em ha.
Anh em thấy không? Nó cực kỳ ổn định luôn anh em, mặc dù hiện tại là hoàn toàn không có GPS. Đây, đứng đúng một chỗ luôn. Neo của chúng ta trong môi trường hoàn toàn không có GPS nha anh em, giữ vị trí quá tốt. Mà mình cũng đang muốn thử thách con RON này trong cái điều kiện gió lớn như thế này thì nó đáp ứng đến đâu. Và đây là trong điều kiện gió rất là mạnh anh em, vẫn giữ ổn định rất là tốt ha. Và hiện tại là chúng ta đã bắt được đến 32 vệ tinh luôn rồi, gió đang rất mạnh luôn nha. Mình thử mà đẩy đi chỗ khác à. Con RON vẫn tự động lui trở về vị trí cũ. Ok, về cái khả năng giữ ổn định thì DJI đã quá nổi tiếng rồi. Tuy kích thước rất là nhỏ luôn, rất là gọn luôn, nhưng mà cái khả năng kháng gió cũng khá là ổn. Nhưng mà anh em cũng hết sức lưu ý nha, cái công suất nó cũng ở mức tương đối thôi. Tốc độ refresh ở trên màn hình live view này nó cũng rất là tốt nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test tốc độ. Ở chế độ cine chúng ta có tốc độ nâng độ cao khá là chậm luôn. Nó dừng ở khoảng 1.4 km/h. Và tốc độ hạ độ cao khoảng 1.8 km/h. Bây giờ là normal. Tốc độ đã được nâng lên đáng kể ha, 7.2 km/h. Và hạ độ cao cũng ở khoảng 7.2 km/h. Bây giờ là chế độ có tốc độ cao nhất, chúng ta sẽ có tốc độ nâng độ cao khá là ổn anh em, 10.8 km/h. Hạ độ cao thì khoảng 7.2 km/h thôi. Cinemode tốc độ rất chậm luôn, hiện tại gió đang rất mạnh. Bây giờ mình sẽ thử bay theo hướng ngược lại. Bây giờ gió ngược lại chúng ta có khoảng 7 km/h. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ normal ở chiều gió ngược, khoảng 13 km/h, cũng khá là chậm. Bây giờ là hướng ngược lại. Và anh em thấy là chúng ta cũng có một chức năng của những dòng cao cấp, đó là điểm home point ảo ở trên màn hình. Chúng ta có tốc độ theo chiều gió xuôi khoảng 14 km/h. Và bây giờ là tốc độ tối đa theo chiều gió ngược ở sport mode, chúng ta đạt được khoảng 17 km/h. Chiều gió xuôi chúng ta đạt được tốc độ khoảng 25 km/h, rất là ổn ha. Và khi bay về vị trí xuất phát tự động thì chúng ta cũng có cái lộ trình ảo như thế này. Chúng ta cũng được trang bị công nghệ như Mini 4 Pro, có cái bóng ảo phía dưới đây. Và đây là chất lượng hình ảnh trên DJI Neo. Anh em thấy chất lượng hình ảnh cũng rất là thuyết phục. Chúng ta có chất lượng video lên đến 4K 30 frame. Và cái khả năng chống rung, tuy là gimbal chỉ có một trục thôi, nhưng mà khả năng chống rung cũng rất là tốt nè. Hiện tại gió đang rất mạnh nha. Chúng ta có giải định midrange rất là rộng luôn. Chúng ta có được những chi tiết rất là rõ ở vùng trời, cũng như là những cái chi tiết ở vùng tối shadow, nó cũng thể hiện rất là đầy đủ. Đây chúng ta thấy cái độ nhiễu nó rất là thấp luôn. Mặc dù kích thước sensor nó chỉ có 1/2 inch thôi, nhưng mà trong cái môi trường rất ít ánh sáng như thế này, RON chúng ta vẫn có thể hiện rất là tốt nhờ vào những thuật toán thử noise. Cả trong cái môi trường ánh sáng rất ít như thế này, nó vẫn giữ vị trí rất tốt luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ test chức năng tracking trên DJI Neo. Mỗi chức năng mà mình khá là bất ngờ bởi vì hãng đã trang bị. Mặc dù con RON này hoàn toàn nó không được trang bị cảm biến chống va chạm, nhưng mà DJI vẫn là ưu ái cho nó chức năng tracking. Và chúng ta sẽ có ở đây đầy đủ chức năng tracking ha. Anh em thấy là nó sẽ sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh. Đây, nó đi. Mình sẽ thử đi xem nó xử lý như thế nào. Đi vào những cái môi trường khá là khó khăn như thế này. Và đặc biệt là bây giờ mình không biết nó có vượt qua được cái bài test này hay không. Một cái bài test rất là khó khăn nha anh em. Hiện tại là không có cảm biến, nhưng mà nó sẽ xử lý như thế nào khi mình vào nơi này. Nó có lọt qua được hay không? Nó vẫn chu qua được nha anh em. Đây là một bài test rất là khó dành cho một cái con RON không có cảm biến chống va chạm. Đây, như anh em thấy nó vẫn có thể vượt qua được. Mình rất là bất ngờ về điều này. Và đây là thế hệ ActiTrack mới nhất. Nó đã sở hữu được những thuật toán mới nhất, phân tích hình ảnh AI, nên là mặc dù không có cảm biến chống va chạm, nhưng mà nó vẫn có thể follow và tracking như một máy có cảm biến luôn. Và nhờ vào cái độ phân giải của camera này lên đến 4K, nên là anh em thấy tuy mình đứng khoảng cách rất là xa, nhưng mà nó vẫn nhận diện được tốt. Ok, và bây giờ mình sẽ đi ha. Cố tình mình chạy luôn nè. Quá ấn tượng luôn anh em. Thầy bám rất là sát, mặc dù mình cố tình mình chạy rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ thử mình khuất hẳn vào cái cây luôn nè.
và mình xuất hiện lại. Đây, nó vẫn nhận diện ra được mình nha. Có thuật toán nội suy, nó liền nhận diện được nè. Bây giờ mình khuất vào đây ha, mà bây giờ là một người khác xuất hiện. Anh em thấy không? Thuật toán rất là hay, nó có thể nhận diện ra được người luôn. Đó, mặc dù có người xuất hiện nhưng mà nó không nhận diện, khi mình xuất hiện thì nó mới nhận diện. Nó có thể phân biệt được người luôn anh em. Rồi mình khuất qua nè. Đây là mình xuất hiện rồi ha. Nó phân biệt chính xác đối tượng luôn. Đây, nó chỉ tracking theo mình thôi, chứ không tracking theo cameraman nè. Rồi, đó là những ưu điểm, những điểm đáng khen. Còn đây là những nhược điểm, những cái điểm chê anh em phải hết sức lưu ý nè. Như mình nói từ lúc đầu, cái con RAW này chỉ sử dụng camera 2D phân tích hình ảnh, nên là nó vẫn có giới hạn của camera 2D. Đó là khi chúng ta di chuyển nhanh, nó sẽ có rủi ro va chạm với chướng ngại rất lớn, nhất là va vào những cành cây. Rất là nguy hiểm nha anh em. Đây, nó rơi xuống đất, xuống cỏ, độ cao thấp thì còn được, chứ còn nó rơi xuống nước hoặc là từ trên cao là nát tan. Nhưng mà cũng được cái là trước những tình huống va chạm như thế này, con RAW không bị ảnh hưởng gì luôn anh em. Cái nhựa này khá tốt luôn. Và khi chúng ta tăng tốc thật nhanh thì nó sẽ bị mất đối tượng. Tuy là đa số tình huống nó có thể bắt trở lại đối tượng, nhưng mà một số tình huống nó vẫn bị vụt mất luôn, nó không thể nào bắt trở lại đối tượng, nhất là di chuyển nhanh. Và một lần nữa, kháng gió của nó ở mức rất là bình thường thôi nha anh em. Có những tình huống gió giật thì nó mất điều khiển, nó sẽ bị trôi đi rất nhanh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối trực tiếp con RAW này và điện thoại. Rồi bây giờ mình sẽ thử điều khiển mà dùng ấy. Hey, fly take off. Take off. Tuyệt vời, anh em thấy không? Nó nhận diện được giọng nói. Và đây là giao diện điều khiển. Đáng khen là độ trễ rất thấp luôn. Điều khiển hoàn toàn bằng điện thoại. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển con RAW này bay ở khoảng cách xa nhất có thể, xem là nó có thể đi đến khoảng cách bao nhiêu. Chức năng này trước đây những dòng máy của Xiaomi mình đã từng test qua rồi, thì thấy là sóng nó khá là chập chờn. Trên DJI trước đây là chúng ta đã có thế hệ DJI Spark, nhưng mà cái sóng nó không ổn định. Và đây chúng ta đã đến khoảng cách tối đa, nó sẽ không cho chúng ta bay xa. Ở chế độ bay bằng điện thoại trực tiếp này, chúng ta cũng sẽ không có return home, chỉ có landing thôi. Và toàn bộ quá trình bay nãy giờ thì anh em thấy, mặc dù kết nối chỉ bằng wifi của điện thoại thôi, nhưng mà sóng rất ổn định luôn em, chưa hề có hiện tượng chập chờn xảy ra như những cái đối thủ hoặc là như DJI Spark trước đây. Hầu như không có độ trễ luôn. Nó hoàn toàn hữu dụng trong thực tế, chứ không phải là chỉ là một chức năng trình diễn. Cái máy nhỏ gọn như thế này chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng bỏ vào túi áo, vào túi quần, và chỉ cần mang theo điện thoại như thế này là đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta rất là tốt. Hey, fly, take off. Anh em thấy lập tức à. Closer. Như vậy thì mình có thể thực hiện những cái thước phim, kể cả những cái thước phim khó, và thậm chí là mình có thể để lên xe và di chuyển. Còn rồi nó bay theo. Nên chúng ta sẽ chọn được cái khoảng cách xa gần nè, độ cao, thấp, ngang hoặc là cao hơn. Trước khi anh em thấy là mặc dù mình chạy tốc độ cao, thay đổi đột ngột cũng như là vào cua gắt thì nó vẫn bám rất là chính xác. Việc gắn một cái điện thoại vào trước ghi đông, cái trải nghiệm nó tiện lợi lắm anh em. Chúng ta hoàn toàn có thể tự ghi hình cho mình được. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử chế độ bay drone. Nó cũng có một số cài đặt, chúng ta có thể chỉnh được độ xa và tối đa là 10m, cũng như là độ cao. Nó sẽ bay ngang hoặc là bay xéo lên. Đó, nó sẽ lui bay ngang. Và anh em thấy tuy ở khoảng cách rất xa như thế này nhưng mà nó nhận diện vẫn rất tốt. Circle bay xung quanh, tối đa ta sẽ được 20m. Rocket nè, tối đa là 10m, vừa bay vừa xoay nè. Tuy nhiên do là gimbal chỉ có một trục thôi, nên là trước những tình huống gió mạnh nó cũng sẽ khá là lắc lư, chứ nó không được ổn định như dòng máy lớn được trang bị gimbal 2 trục 3 trục. Spotlight nó sẽ lấy chúng ta làm tâm điểm, khi chúng ta đi nó sẽ tự động nó liếc mắt nó nhìn theo, hoạt động rất chuẩn anh em thấy. Rồi chúng ta sẽ có boomerang, bay theo hình boomerang, xoay tròn và vừa tăng độ cao. Ok, và bây giờ mình sẽ thử hoạt động độc lập nha. Một chiếc này khá là mạo hiểm. À, chúng ta thay đổi chế độ ra đây. Sẽ nhấn giữ vào để kích hoạt.
Lần đầu tiên chúng ta có được một con drone có thể hoạt động độc lập hoàn toàn, mặc dù không có cảm biến va chạm nhưng mà nó vẫn có thể follow độc lập tự động hoàn toàn. Và như bây giờ mình muốn hạ cánh. Chỉ 5 triệu đồng mà chúng ta đã sở hữu được những chức năng cao cấp như vậy rồi. Drone. Và bây giờ nó đã hoạt động tự động độc lập hoàn toàn, không có điều khiển nữa, là anh em phải hết sức lưu ý, bởi vì nó cũng không được trang bị cảm biến chống va chạm. Trong những trường hợp này nếu mà có chướng ngại phía sau thì không thể nào dừng nó lại được. Ok, trở lại vị trí xuất phát. Thật sự mình đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ R&D của DJI thời gian qua. Lần đầu tiên chúng ta đã có được một con drone giá siêu rẻ hoạt động độc lập hoàn toàn. Lần ra mắt DJI Neo lần này đã cho mình khá là nhiều ấn tượng. DJI đã cho ra mắt một dòng sản phẩm mới với rất nhiều sự sáng tạo. Link mua hàng như thường lệ mình sẽ để dưới phần description cho anh em. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy clip có ích, các anh em đừng quên like, đúng không, tinh thần, share bạn bè và thầy subscribe channel của mình để theo dõi clip tiếp theo. Thật sự đó là động lực rất lớn để mình thực hiện clip. Xin chào và hẹn gặp lại.